Và nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn một chút, chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh cảnh ở bụng chẳng hạn, nên đôi khi nó liên quan đến cái nhiễm trùng và sang chấn, hoặc là những cái di căn ở ung thư, nó cũng sẽ tạo thành những cái bệnh cảnh nó tương đối đa dạng và phức tạp. Đấy. Thì nó cũng giống như là cái chúng ta học về hội chứng vành cấp, thì trước đây thì những cái bệnh cảnh liên quan đến nhồi máu nó rất là khác, nhưng mà sau khi chúng ta can thiệp rồi chúng ta điều trị thuốc dự phòng nó thay đổi đi, thì cái bệnh cảnh về liên quan đến cái hội chứng vành cấp nó thay đổi. Và bây giờ cũng như vậy, khi chúng ta đặt cái stent động mạch chủ vào cho bệnh nhân rồi, giống như sáng nay có một bệnh nhân mà chúng ta đem ra giao ban ấy, thì khi mà một cái bệnh nhân mà đã có cái stent động mạch chủ rồi thì cái câu chuyện triệu chứng lâm sàng này khác nó cũng sẽ biến đổi đi, và nó đòi hỏi chúng ta có một cái mức độ nhạy cảm hơn để chúng ta đánh giá. Thế tuy nhiên là khi mà người ta nói đến hội chứng động mạch chủ cấp thì bao giờ người ta cũng nói đến cái câu chuyện là tiến triển của cái ổ loét của cái huyết khối trong thành động mạch chủ nó liên quan lóc tách. Thì đây là cái sơ đồ mà cho chúng ta thể nhìn thấy. Đầu tiên là nó có cái huyết khối trong thành, thì trước đây thì chúng ta dùng mới từ nó là huyết khối bám thành, nhưng thực ra thì chúng ta không thể phân định được cái đấy là nó là bám ở trong thành theo cái kiểu như cục máu đông hay là huyết khối trong thành, bởi vì là không có các biện pháp độ phân giải đủ cao. Đến sau này khi mà chúng ta chụp cái multi slice CT nhiều rồi thì chúng ta mới thấy là hóa ra tất cả câu chuyện nó là huyết khối trong thành động mạch chủ đấy, và dù sao nó vẫn có một lớp nội mạc bên ngoài, và nó không phải là cái bám thành giống như là chúng ta thường nghĩ, nên là dùng từ là bám thành thì không đúng, mà nó là trong thành. Thế thì cái khởi đầu nó có thể là khởi đầu nó có thể là một ổ loét. Đây là hình ảnh về sơ đồ ổ loét, chúng ta nhìn thấy nó giống như cái mảng sơ vữa. Thì theo thời gian này, theo tiến triển, và đặc biệt quan trọng là nó có cái dòng xoáy có áp lực. Ví dụ như là nếu bây giờ chúng ta, đây là một cái biện pháp nghiên cứu mà phối hợp mang tính chất là rất là cơ bản, khi mà chúng ta đánh giá cái dòng chảy trong động mạch vành, và chúng ta xem là trong cả cái thành động mạch chủ như vậy thì cái chỗ nào mà nó chịu nhiều cái lực tác động nhất do cái tính chất co bóp của động mạch chủ và do cái áp lực ở bên trong, thì chúng ta phân tích phổ thì chúng ta thấy là gì ạ? Ở đây là những cái chấm màu đỏ, tức là cái chỗ mà nó chịu áp lực cao nhất trong lòng cảm cái ống, nó có cái áp lực từ tăng huyết áp, đồng thời nó là cái chỗ di động, bởi vì cái phần mà van thì nó cố định vào tim, cái phần mà động mạch chủ xuống thì nó cố định vào cái phần mà gọi là cái ống động mạch ấy, nó như là cái dây chằng nó giằng lại, và vì thế những cái phần mà nó vừa chuyển tiếp giữa cố định và di động với cả áp lực cao, nó là những cái phần chịu áp lực. Thế thành ra là nếu như chúng ta nhìn cái sơ đồ, chúng ta sẽ thấy ở đây, đây là cái phần mà nó rất dễ tổn thương ngay ở phía trên cái van của chim, và đấy chính là cái vết rách nguyên ủy của cái dạng tip A. Một số trường hợp khác thì chúng ta thấy là nhìn thấy ở chân cái động mạch dưới đòn trái, thì đấy chính là cái vị trí mà nó chịu áp lực cao nhất, di động giữa cái phần mà quai là phần di động với phần cố định ở động mạch chủ ngực, cộng với cả áp lực cao thì nó bị xé ở đấy. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái vết rách nó xuất phát từ xung quanh cái vị trí dưới đòn trái. Thế thì đấy là gì ạ? Đấy là những cái vị trí mà nó chịu áp lực của thành động mạch chủ. Thì trên nền một cái mảng động mạch chủ bị sơ vữa, thì dưới những cái phần mà nó chịu áp lực cao như vậy thì nó giống như cái dòng xoáy, nó cứ xoáy vào trong và nó tạo thành cái ổ loét. Thì lúc đầu nó sẽ thành cái ổ loét như này, và cái ổ loét này nó vì áp lực nó rất là cao, cộng với cả một số những cái bệnh nhân mà nó có cái bệnh lý liên quan đến cái lớp trung mạc nó bị giảm áp, nó bị yếu đi chẳng hạn, thì cái này nó có thể tiếp tục nó tiến triển tiếp, hoặc là nó xé vỡ để nó tạo thành cái khối trong thành, hoặc là nó tiến triển tiếp tục của cái loét, nó thủng ra ngoài tạo thành cái giả phình, hoặc là nó lóc tách xuống phía dưới. Đấy, tương tự như vậy, có những cái huyết khối trong thành nó sẽ có thể là một cái đứt rách của một cái động mạch nuôi ở cái trong thành động mạch chủ, nhưng mà đại đa số các trường hợp người ta thấy gần đây là liên quan đến câu chuyện loét do cái mảng sơ vữa, và nó tiến triển như vậy thì nó cũng có thể thoái triển, nó cũng có thể trở nên nặng nề hơn. Và giống như cái ca sáng nay chúng ta nhìn thấy, cách đây 2 năm khi chúng ta có một khối phình, chúng ta đã đặt một cái stent vào rồi, nhưng nó vẫn có một cái dòng di dỉ chảy, cái khối đấy cứ tiếp tục nó tiến triển, và như vậy là nó làm cho câu chuyện chúng ta phải tiếp tục xử lý tiếp. Thế thành ra là chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái trạng thái bệnh như là lóc tách, như là huyết khối trong thành, như là cái mảng sơ vữa, là nó luôn luôn đi kèm, đi song hành với nhau, và nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, và đôi khi chúng ta không thể biết một cách chính xác được là cái dạng nào là cái dạng nguy hiểm. Và vì vậy cho nên là chúng ta đánh giá cái triệu chứng lâm sàng rất là quan trọng, chẳng hạn trong bệnh nhân đau ngực nhiều, thì nếu mà cái trường hợp đó là một cái huyết khối trong thành thì trước đây chúng ta nghĩ là lành tính, nhưng bây giờ nếu mà một cái huyết khối trong thành mà cái độ dày nó rìa nhiều cộng với cả lâm sàng nó đau ngực thì chúng ta lại xếp vào nhóm nguy cơ cao và chúng ta lại cần phải xử lý. Đấy. Còn trong khi đó những cái dạng mà đã lóc tách ra rồi, lòng giả lòng thật đã thông thương ra rồi, chúng ta nhìn thấy một cái vết rách toang hoác ra, nhưng thực ra nó lại thông thương, lòng giả lòng thật nó lại giảm áp, thì nếu bệnh nhân lâm sàng mà không đau thì đôi khi cái đấy cái tiên lượng nó lại lành tính hơn là những cái trạng thái đau khác. Thành ra là chúng ta hiểu là có 3 cái dạng cơ chế bệnh sinh nó gây ra bệnh cảnh động mạch chủ, và nó tiến triển lẫn nhau, và chúng ta không thể biết được là cái dạng nào thực sự nguy hiểm, dạng nào
mà nó đều có thể chuyển dạng từ dạng này sang dạng khác. Và quan trọng nhất là chúng ta đánh giá lâm sàng. Thế thì câu hỏi thứ hai trên lâm sàng chúng ta đặt ra là làm thế nào để phát hiện hội chứng động mạch chủ cấp? Thì đây là những cái triệu chứng lâm sàng nó khá là đa dạng, mà chúng ta có những cái gì ạ? Có những triệu chứng điển hình ví dụ như là đau lan ra sau lưng, như là dao đâm vân vân, nhưng mà có rất nhiều thể chả có đau gì cả. Đấy. Nó khi nó gây ra chèn ép hoặc thiếu máu tạng chúng ta phát hiện ra. Cũng có những thể nó phối hợp với cả động bệnh lý mạch vành, có những cái thể nó liên quan đến tai biến mạch não, thì nó rất là đa dạng. Và vì vậy cho nên là câu chuyện quan trọng bậc nhất là gì ạ? Là chúng ta cần phải nghi ngờ về nó. Thế thì gần đây thì chúng tôi thấy cái tỷ lệ động mạch chủ của chúng ta nó lên khá là nhiều, thì không hiểu là do chúng ta tăng huyết áp lâu ngày không tìm thấy, hay là bây giờ các phương tiện chẩn đoán tốt hơn vân vân mà chúng ta chẩn đoán được nhiều hơn, hay là nó có những cái dạng bệnh lý khác nó liên quan. Ví dụ như gần đây nhất nếu mà chúng ta tìm thấy là gì ạ? Có cái thông tin là chúng ta khi mà chúng ta dùng quinolone lâu lâu ngày thì nó sẽ làm gia tăng các cái phình của động mạch chủ, và có thể là đấy là một yếu tố nguy cơ. Vì chúng ta biết là ở ví dụ như Việt Nam chúng ta dùng kháng sinh đặc biệt quinolone để điều trị viêm của cộng đồng khá là rộng rãi, thì đôi khi cái đấy nó làm yếu tố nguy cơ để nó góp phần nó làm thêm là cái tình trạng giãn phình nó nhiều lên, và vì vậy nên là cái những cái bệnh cảnh nó tăng lên. Tuy nhiên cái bản chất của câu chuyện là gì ạ? Là chúng ta phải nghi ngờ đến thì chúng ta mới có thể tìm ra được. Thế thành ra là nằm trong cái bối cảnh mà nếu như bệnh nhân vào viện vì đau ngực thì cái đầu tiên chúng ta nghi ngờ là cái gì ạ? Là cái nhồi máu cơ tim, là cái hội chứng vành cấp. Thì nếu mà chúng ta làm điện tâm đồ, chúng ta làm xét nghiệm men tim mà không có vấn đề gì, thì trong vòng từ 40 phút đến 1 tiếng chúng ta đã phải nghĩ đến cái câu chuyện động mạch chủ. Nếu nó đau nhiều, nó không tương xứng với điện tâm đồ như bình thường mà lại đau nhiều, là chúng ta phải nghĩ bệnh lý động mạch chủ. Và lúc đó là chúng ta sẽ gửi đi để chụp phim vân vân. Hoặc là có những dấu hiệu chẳng hạn như là chênh lệch huyết áp giữa hai tay, mất mạch, rồi thiếu máu cơ quan đích. Bản thân dấu hiệu thiếu máu cơ quan đích thì đôi khi nó thể hiện bằng gì ạ? Bằng tăng huyết áp. Tăng huyết áp cũng có thể được coi là một cái dấu hiệu thiếu máu cơ quan đích. Nếu mà nó lóc tách xuống nó tới thiếu máu thận thì cái huyết áp nó tăng không kiểm soát được. Và đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy gì ạ? Bệnh nhân có nghe thấy tiếng là có một cái tiếng thổi tâm trương, thì đấy là những cái dấu hiệu mà để gợi rất là gợi ý là chúng ta cần phải nghĩ cái bệnh lý động mạch chủ. Ngoài ra thì có những cái bệnh lý khác thường thay phối hợp đặc biệt quan trọng như là tăng huyết áp. Chúng ta thường là chúng ta có hai thứ mà chúng ta rất hay là bỏ quên, đặc biệt các tuyến trung ương, đó là gì? Đó là nghe tim. Gần như là khám chúng ta không nghe tim ấy, kiểu hỏi xong rồi cho ghi điện tâm đồ vân vân, rồi chúng ta sẽ bỏ sót. Thứ hai nữa là chúng ta không đánh giá cái phim chụp X quang tim phổi. Tuy nhiên ở các tuyến thì cái phim đấy rất là quan trọng, mà nếu chúng ta nhìn thấy trung thất có vấn đề, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái bóng vùi động mạch chủ, thì là những cái dấu hiệu rất là gợi ý để chúng ta đi tìm kiếm tiếp cái câu chuyện này. Ở những cái bệnh cảnh khác chẳng hạn là suy thận mạn, rồi tiền sử đột quỵ não hay bệnh ngoại vi vân vân, thì nó nằm trong cái bệnh cảnh phối hợp. Nhưng mà một cái yếu tố quan trọng bậc nhất là phải cảnh giác cho lâm sàng. Thế một cái trạng thái thứ hai là gì ạ? Là nó có thể phối hợp với nhau. Ví dụ một cái lóc tách nó gây ra một cái tai biến mạch não, nó lóc tách lên động mạch cảnh gây ra tai biến mạch não, thì vào viện sẽ là gì? Là tình trạng tai biến mạch não. Thế thì và chúng ta thấy mạch hai bên không đều nhau, chúng ta hóa ra này lóc tách động chủ gây ra. Chúng ta cũng có thể có là gì ạ? Lóc tách vào động mạch vành mà gây ra hội chứng vành cấp. Thế thì ở đây cái câu chuyện là trước đây thì chúng ta khá là e ngại về cái câu chuyện là gì ạ? Là có hội chứng vành cấp và nó liên quan động mạch chủ thì chúng ta xử lý như thế nào? Rất nhiều các bạn hỏi chúng tôi những câu đấy. Thì thực ra là vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải xem xét lại, là đồng ý có thể gặp những cái đấy là những ca rất là khó và nó làm cho cái câu chuyện chẩn đoán điều trị chúng ta thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên là tỷ lệ gặp nó là bao nhiêu? Thì thực ra là trong vòng có một cái tỷ lệ, trước đây chúng tôi có làm một cái tổng kết, thì nó nếu như mà có 700 ca nhồi máu cơ tim sau dưới thì lúc đấy sẽ có 1 ca là nhồi máu cơ tim sau dưới, đấy là do gì ạ? Do lóc tách động mạch chủ. Đấy, thì nếu như bây giờ cái tỷ lệ các cái ca nhồi máu cơ tim cấp trong 1 năm ở viện tim mạch là cỡ khoảng 500 ca, thì trung bình 2 năm chúng ta mới gặp gì ạ? 1 ca lóc tách, do lóc tách. Và vì thế nếu bây giờ chúng ta cứ mải mê liên sợ cái lóc tách thì chúng ta sẽ mất hết cái cơ hội để điều trị những cái nhồi máu cơ tim cấp khác. Chưa kể là gì ạ? Nếu mà lóc tách mà liên quan đến nhồi máu thì phần lớn là sao ạ? Phần lớn là bệnh nhân ao cắm rất là tồi, bệnh nhân không sống được. Vậy thì tại sao chúng ta lại mất nhiều thời gian đi vào một cái rất hiếm gặp biến cố sẽ gây ra gần như là chết hết để mà chúng ta lãng quên những cái khác? Cho nên là nếu như quay về với phương diện là cấp cứu của cộng đồng thì chúng ta vẫn phải thấy là gì? Nghĩ đến cái nhồi máu cơ tim trước, xử lý như một cái nhồi máu cơ tim trước. Lỡ may có chẩn đoán lầm vân vân thì chúng ta vẫn có cái tỷ lệ nó thấp đến mức chúng ta có thể chấp nhận được. Đấy là cái câu chuyện là như vậy, chứ không phải là vì chúng ta cứ e ngại sợ cả hai cái xong rồi cuối cùng chúng ta chậm chạp và chúng ta đánh mất cái thời gian vàng trong cái bối cảnh là nhồi máu cơ tim cấp. Thì đấy là một vài cái chi tiết liên quan. Và gần đây thì chúng ta gặp những cái bệnh cảnh nó phức tạp hơn rất nhiều,
Ví dụ như là vào viện vì một cái đau bụng cấp, bụng trướng, rồi theo dõi là tắc ruột vân vân, và cuối cùng lại phát hiện ra là gì ạ? Là loét tách động mạch chủ gây ra thiếu máu mạc treo. Thì hoặc là bệnh cảnh là liệt chi dưới. Thì khi mà liệt chi dưới một cái cấp tính trên nền một cái tăng huyết áp thì cái phản xạ đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ đến đấy chính là loét tách động mạch chủ. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta về mặt lâm sàng nó hiếm gặp, nhưng mà không có nghĩa là không có, và ở ở tuyến trung ương ngay viện tim mạch chúng ta gặp khá nhiều như vậy. Người ta có thể chia ra thành các cái nhóm, ví dụ như là các cái tình trạng mà ở những cái bệnh nhân có nguy cơ cao để nó làm cho cái gia tăng cái khả năng xuất hiện những cái động mạch chủ đó. Ví dụ như bệnh nhân đã điều trị tăng huyết áp không được kiểm soát từ lâu ngày vân vân. Thì ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, nó có cái mùa chuyển mùa từ đang từ đông xuân sang hè thu, hoặc là đang từ hè thu sang đông, tức là nó có chuyển mùa, thì cái nó rất hay là gia tăng cái câu chuyện huyết áp, và lúc đó nó sẽ làm xuất hiện cái huyết áp. Trước đây thì người ta cứ chia ra cái gì ạ, là tip A rồi tip B để huyết khối trong thành trong phòng chủ rồi về phân biệt các trạng thái như nào. Và đây là một cái bản tổng kết đăng trên cái tờ tạp chí gọi là Nature Review of Cardiology đấy, nhưng mà chúng tôi thấy là nó cũng chỉ là một cái dấu hiệu gợi ý thôi, và quả thực là một bệnh cảnh nó quá là đa dạng và phong phú, nên là cứ đặt ra thì đặt ra, nhưng nó cũng không có cái gì quá khác biệt cả. Trước đây chúng ta cứ nghĩ là gì ạ, là nếu như mà cứ đau ở bên bên phải thì liên quan đến tip A, bên trái thì liên quan đến tip B, thực ra không phải, cả hai bên. Rồi có tràn dịch màng tim thì chắc chắn phải là tip A, cũng không phải, có tràn dịch màng tim hoàn toàn có thể là tip B như thường. Đấy, rồi vân vân và vân vân, tức là các cái dấu hiệu nó hết sức là đa dạng, nó lẫn lộn với nhau. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên được một cái nhóm bệnh thứ hai, là cái bệnh lý liên quan đến cái phình động mạch chủ bụng. Đấy, bởi vì là nó nằm trong cái hội chứng bệnh chủ cấp mà, thì nó có thể liên quan đến rất là nhiều, và thường là bệnh nhân là gì ạ, bệnh nhân có một khối từ trước, từ tự nhiên thấy nó to bất thường, rồi đập bất thường, rồi tự nhiên là đau chói. Thì cái bệnh cảnh của cái phình động mạch chủ vỡ nó rất là đặc biệt, là gì ạ, là cái đau nó rất là mơ hồ, thậm chí là đau lan tỏa cả ở bụng, trước đây nhìn thấy một khối tự nhiên thấy đập, bây giờ lại không đập nữa chẳng hạn. Thì đấy là cái dấu hiệu của dọa vỡ, và đấy là cái dọa vỡ mà mang theo kiểu là nó nứt vỡ ra, và chúng ta có một cái tổ chức nào đấy bao bọc lại, chứ còn nếu mà vỡ thật thì bệnh nhân chết hết, không thể làm gì được. Chúng tôi còn nhớ cách đây cũng khá lâu, chúng ta có một cái ca mà loét động mạch, một cái phình động mạch chủ bụng, và chúng ta chuyển lên mổ, và lúc mà đưa bệnh nhân lên, bệnh nhân kêu đau chói ở cửa phòng mổ, và sau đó lúc ra chúng ta vào trải xăng ấy ra, và chúng ta chỉ mất có chưa đầy 20 phút thôi để mở được ổ bụng ra, nhưng đã ngập máu trong đấy gần 3 lít, của bệnh nhân không qua được. Thành ra là thực ra nếu mà nó vỡ thì vỡ thật thì đại đa số là sẽ không đến được của chúng ta. Đa phần là nhóm nguy cơ rất là cao, hoặc là đã đóng được một cái phần nào đấy thì lúc đấy bệnh nhân mới còn đến, còn những cái triệu chứng mơ hồ khác. Đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải tính đến, đặc biệt là các người cao tuổi. Đấy, thì đấy là những cái nhóm khác. Thì ngoài ra thì nó có những cái yếu tố nguy cơ, người ta chia theo cái đặc tính về cơn đau, rồi về cái tình trạng lâm sàng như mất mạch hay là các cái bệnh lý khác vân vân. Thì tôi nghĩ là trước đây thì cái tỷ lệ có thể ít hơn, còn bây giờ khi chúng ta gặp ở người cao tuổi nhiều hơn thì cái này nó không quá quan trọng, và chúng ta cũng cần phải nghĩ nhiều về cái bệnh lý động mạch chủ hơn, luôn luôn nghi ngờ về nó thì chúng ta sẽ không bỏ sót. Những biểu hiện cận lâm sàng thì như thế nào? Thì X-quang đây là những cái về mặt kinh điển, có bóng trung thất nó rộng ra, rồi có thể viền canxi, rồi có thể tràn dịch màng phổi vân vân. Rồi điện tâm đồ thì đặc biệt là gì, đau rất nhiều, điện tâm đồ gần như bình thường, thì cái đấy hoặc là gì ạ, hoặc là thân trung động mạch vành trái, hoặc là lóc tách động mạch chủ đấy, kiểu như thế. Tức là nó không có một cái tương xứng nào đấy giữa cái điện tâm đồ và cái đau ngực, thì chúng ta cần cảnh giác là những cái biến chứng khác. Những cái xét nghiệm máu khác thì có thể là tăng nhẹ bạch cầu, Dedime tăng không quá nhiều, tăng nhiều thì phải là nghĩ đến gì ạ, là huyết khối động mạch phổi, troponin có thể tăng không nhiều lắm. Đấy, rồi tất cả nói chung là nó không có một cái gì để đặc hiệu cả. Rồi là thực ra là quan trọng nhất vẫn là chuẩn đoán hình ảnh. Ví dụ đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh mà điện X quang trước đó và sau đó thì nó vồng lên cả khối mới, thì chúng ta nhìn thấy. Rồi các hình ảnh lóc tách ở trên siêu âm tim, rồi đặc biệt quan trọng là chụp cộng hưởng từ, hoặc là chụp mà cắt lớp 200 năm các cái đa dãy đấy, thì chúng ta đánh giá được đầy đủ. Và trước đây thì chúng tôi học một cái kinh điển là để đánh giá cái này thì bao giờ người ta cũng ưu tiên là làm siêu âm thực quản để tìm ra vết rách vân vân. Nhưng mà đấy là trước đây, khi mà cái còn tranh cãi giữa cái câu chuyện phẫu thuật hay là điều trị nội khoa, thì cần tìm ra cái vết rách đầu tiên để chúng ta can thiệp, để chúng ta mở rộng ra tiết, để chúng ta giảm áp lòng giả. Còn bây giờ khi mà chúng ta đã điều trị cái gọi là endo, tức là chúng ta đặt stent graft rồi mà chủ rồi, thì cái việc đó trở thành không quan trọng nữa.
Và ngay từ đầu là chúng ta chụp các lớp vi tính đa dãy để mà đánh giá luôn tổn thương và đo luôn kích cỡ và để ước lượng luôn cái chiến lược làm là cái gì. Thế thành ra là trước đây thì còn đặt ra câu hỏi là chúng ta có làm siêu cấp cứu hay không. Các bạn có thể gặp một câu hỏi multi-site gọi là MCQ như thế, nhưng bây giờ chúng tôi bỏ hết những câu đấy. Bởi vì thực ra bản chất câu chuyện là chúng ta cần phải đánh giá bằng hình ảnh nhanh sớm hơn rất nhiều, và multi-site CT nó dần dần nó thay thế. Thì đây là những cái sơ đồ cũ chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là nếu mà tip A thì là phẫu thuật, tip B thì can thiệp hoặc phẫu thuật, còn nếu mà không thì chúng ta sẽ cân nhắc giữa các biện pháp điều trị nội khoa hay không. Đây là cái bảng để so sánh giá trị các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác nhau, ví dụ như là chụp angio. Nói chung là angio không phải là biện pháp để chẩn đoán câu chuyện này, nó chỉ là mang chất nghi ngờ thôi. Nhất là khi mà chúng ta chụp mạch vành lên thì có những hình ảnh rất là gợi ý là bệnh nhân này là cái lóc thành của mạch chủ nó gây ra nhồi máu cơ tim cấp. Nó có những hình ảnh rất là đặc trưng để gợi ý câu chuyện đấy. Nhưng mà chúng ta không khuyên cáo làm chuyện đó, bởi vì trong cái lúc làm chúng ta có thể đưa cái xông vào lòng giả và làm cho nó trở thành tiến triển nặng nề hơn. Thế thành ra là bây giờ ở trong cái câu chuyện angio, CT, MRI hay là xông qua thành ngực thực quản vân vân, thì bản chất câu chuyện là chúng ta dựa vào cái chụp các lớp mà vi tính đa dãy là chủ yếu. Tip A thì chúng ta sẽ dùng siêu qua thành ngực để chúng ta đánh giá cái động mạch chủ mà thôi, chứ còn cái câu chuyện qua thực quản để tìm dăm ba cái vết rách nó trở thành ít ý nghĩa. Mà nếu mà chúng ta chụp cắt lớp bây giờ 128, 256 dãy thì cái khoảng cách giữa các lớp cắt nó rất là nhỏ, dưới 0.75 là chúng ta có thể xác định cái chính xác vị trí của vết rách là ở đâu. Thế thành ra là câu chuyện nó đã thay đổi quan điểm rất nhiều về cái việc chẩn đoán như thế nào. Thì đây là một vài cái lược đổ chúng ta nhìn thấy, chẳng hạn như là nếu như bệnh nhân nghi ngờ lóc tách động mạch chủ thì chúng ta đã cân nhắc để làm các biện pháp chẩn đoán khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái sơ đồ này nó đã bị cổ. Mặc dù đây là khuyến cáo của châu Âu, nhưng chúng ta phải đưa thẳng luôn một cách rất là nhanh chóng. Nếu chúng ta vào, chúng ta làm điện tâm đồ, loại trừ hội chứng vành cấp ST trình lên, mà điện tâm đồ nó không giải thích được hoàn toàn, cái gánh nặng thiếu máu trên điện tâm đồ nó không giải thích được bằng cho bệnh cảnh lâm sàng, là chúng ta phải nghĩ động mạch chủ và chúng ta đi chụp sớm. Thì đấy là cái con đường chẩn đoán nhanh nhất và tốt nhất. Thế thì trên cơ sở cái phim ảnh mà chụp về cái hình ảnh lóc tách động mạch chủ rồi, thì chúng ta sang cái vấn đề số 3, tức là làm thế nào để chúng ta định danh cái tổn thương. Cái định danh tổn thương để cho phép chúng ta biết là đây là tổn thương dạng như thế nào, cái tiên lượng làm sao, và cuối cùng là cái cách xử lý thế nào thì là phù hợp nhất. Và nó xuất phát luôn từ mấy cái từ là dissect. Dissect chính là lóc tách đấy ạ. Thì nó dùng luôn từ dissect này để nó tạo ra cái định danh. Ví dụ D là cái thời gian mắc là bao nhiêu, Y là vết rách nguyên ủy là thế nào, S là đường kính lớn nhất của động mạch chủ là bao nhiêu, S là một cái khác là mức lan đến các cái đoạn động mạch chủ, rồi C là các biến chứng lâm sàng, và T là huyết khối trong lòng giả. Thì nó định danh luôn để có những câu chuyện đó, và khi đọc chúng ta cần phải biết ngay là cái này là như thế nào. Ví dụ bạn báo cáo là đây là một trường hợp vào viện, nam 56 tuổi vào viện với hội chứng động mạch chủ cấp chẳng hạn, thời gian mắc là ví dụ dưới hơn là 2-3 tuần hoặc là 2 tuần gì đó, vết rách nguyên ủy là dưới động mạch dưới đòn trái đã lan lên đâu đó, đúng không ạ? Đường kính lớn nhất động mạch chủ là chủ lên là 44 chẳng hạn, thì mình biết ngay nhóm này nguy cơ rất cao và có thể là có biến cố. Đấy, thì khi mà mình phát biểu theo cái định danh này thì nó sẽ tốt hơn. Và hy vọng rằng là sau cái bài học này thì khi các bạn có giáo án thì các bạn báo cáo theo cái này, đừng có nói là lóc tách tip A tip B nữa, thì nó không đủ cái thông tin ở trên đó. Thế thì đây là cái vị trí mà chúng ta có thể nhìn thấy là đầu tiên là định danh là cái phân loại thế nào là cấp, bán cấp và mạng tính. Thế thì để mà định danh thực sự thì người ta trước đây thì người ta đưa ra cái mốc thời gian chẳng hạn như là 2 tuần vân vân, thì nhưng mà người ta thực ra người ta thấy là gì ạ, là nếu mà chúng ta trải dài ra đến tận 90 ngày cái tỷ lệ biến cố nó vẫn tăng, và vì thế nên là người ta thấy là như vậy là chúng ta không phải chỉ dựa vào đơn thuần cái mốc 2 tuần mà có thể là cái mốc 3 tháng. Và một cái mốc quan trọng nhất là lúc mà chúng ta nhìn trên cái phim chụp thực sự, chúng ta nhìn thấy cái lòng giả nó đang đập thì đây là trường hợp gì ạ? Chưa phải là mạn tính. Còn nếu cái lòng giả nó đã không còn đập nữa thì đấy là gì ạ? Đấy là mạn tính. Thế thì để mà biết cái lòng giả có đập hay không đập thì chỉ có trên phim angio hoặc là trên siêu âm chúng ta mới thấy thôi. Còn multi-slide CT là hành tĩnh, chúng ta không thể nhìn thấy cái lòng đấy nó đập hay không đập được. Và vì thế nên chúng ta căn cứ một cái khác, chúng ta căn cứ mốc thời gian. Vì sao chuyện đấy là quan trọng? Bởi vì nếu là mạn tính, cái lòng giả đã cố định thì nó không giãn ra được nữa, và lúc đó chúng ta đặt stent graft vào, có thể cái stent graft nó bị rúm, nó không nở ra được, và như vậy nó sẽ tắc. Thứ hai là nếu đã mãn tính rồi thì nó có rất nhiều cái bàng hệ nó nuôi tủy sống từ cái phần lòng giả, và nếu chúng ta đóng vào chúng ta có thể gây ra bệnh nhân bị liệt. Nhưng mà trong tình trạng cấp tính thì lại không thế, nếu liệt thì đã liệt rồi, còn nếu không liệt thì sao ạ? Thì nó không liệt gì hết. Thành ra là trong tình trạng cấp tính chúng ta đặt stent graft vào, chúng ta phủ cho nội ở kia thì chúng ta lại không thấy biến chứng mấy. Nhưng mà với câu chuyện mãn tính thì lại là khác hẳn. Thế thành ra là
cái phân định giữa câu chuyện mãn tính hay bán cấp hay là cấp ý, là nó có cái ý nghĩa trong cái câu chuyện là lựa chọn chiến lược điều trị như thế nào, có cần phải bắt cầu để làm giảm áp trong cái lòng giả khi chúng ta đặt stent graft hay không. Thì những cái mốc đưa ra là mốc 2 tuần được gọi là cấp, từ 2 tuần đến 3 tháng thì bán cấp, chúng ta vẫn có thể can thiệp vào đấy, chúng ta vẫn có thể dùng cái lòng một cái stent kích thước lớn để cho nó ép hoàn toàn cái lòng giả vào. Còn nếu mà đã sau 3 tháng rồi thì cái khả năng đấy nó rất là thấp, và như vậy chúng ta có thể tăng các biến cố khác. Đây là một vài cái hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh chuyển tiếp từ lóc tách động mạch chủ cấp sang mạn tính như thế nào. Thì người ta thấy là gì ạ? Là trong cái quá trình này thì thường là cái đường kính ngang nó cứ giãn ra rất là nhanh và mạnh, và có một chi tiết khá là lý thú là gì ạ? Là cái vết rách ngay từ phát đầu tiên lúc nó rách, nó sẽ đến cái vị trí, nó sẽ rách đến cái nơi mà nó muốn. Ví dụ như là đấy là những cái chỗ chạc ba, ví dụ như là động mạch thận, động mạch thân tạng, động mạch chậu, đấy, nó rách đến đâu nó sẽ rách đến đấy. Và cái tiến triển của một bệnh nhân như chúng ta điều trị, chúng ta bảo là bệnh nhân này tôi kiểm soát huyết áp, tôi điều trị nội khoa để làm gì? Để làm cho cái lòng giả nó không giãn về ngang, chứ nó không phải là gì ạ, nó lóc tách tiếp xuống. Nhiều khi chúng giải thích với bệnh nhân là ôi giời, cái này nếu mà không điều trị mà để huyết áp cao thì nó lóc tách tiếp xuống, thì xin thưa là nó không giống thế đâu. Lóc tách nó sẽ lóc tách đến ngay từ phát đầu tiên, nó rách đến cái chỗ xung yếu rồi, và chủ yếu là chúng ta ngăn ngừa tiến triển sang ngang mà thôi. Và vì thế cho nên nó phụ thuộc vào việc là tiến triển sang ngang như thế nào, có huyết khối trong lòng giả hay không, rồi vân vân và vân vân. Thì lúc đấy chúng ta sẽ xem cái hình ảnh tiến triển để chúng ta đo đạc và chúng ta để biết câu chuyện đó. Thứ hai là gì ạ? Là chúng ta đánh giá xem cái vết rách nguyên ủy ở đâu. Trước đây thì vì chúng ta chỉ có biện pháp phẫu thuật, cho nên cái việc phát hiện cái vết rách nguyên ủy rất là quan trọng, để chúng ta mở rộng nó ra thì như vậy nó sẽ giảm được cái áp lực đi vào lòng giả. Đấy, hoặc là chúng ta chỉ đóng lại mỗi cái vết rách nguyên ủy thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm nhiều, chúng ta thấy có hai điểm. Điểm thứ nhất là gì ạ? Vết rách nguyên ủy không phải lúc nào cũng ở trên. Có những trường hợp nó ở trên, nó lúc đầu nó xuất phát ở bụng hoặc là ở ngực, sau đó nó lóc tách lên phía trên. Nhưng mà thế thì một trong hai bên phải đợi. Nghĩa là gì? Vì nó không tập tay thì rất là khó. Rồi, cái đấy là cái gì mà cần phải máy chiếu? Ờ, từ cao hỗ trợ sống một phần. Đang hỗ trợ từ ra một số bệnh. Mấy giờ? Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái đối với cả cái vết rách nguyên ủy đấy thì không phải lúc nào nó cũng là cái vết rách đầu tiên giống như chúng ta thường nghĩ. Trước đây chúng ta luôn luôn nghĩ là gì ạ? Cái đấy lúc nào nó cũng ở phía trên đầu, bao giờ nó cũng ở phía trên, ví dụ như là động mạch chủ lên rồi bắt đầu mới đi xuống. Nhưng thực tế không phải như vậy. Có thể nó sẽ có một vài cái vết rách mới trong cái quá trình nó lóc tách. Chúng tôi gặp một vài trường hợp lóc tách ngược lên trên là thì nó lại xuất hiện một cái vết rách thứ hai, mà vết rách nguyên ủy thì nó lại không phải là cái vết rách mà chúng ta nghĩ. Thế thì trước đây thì nó có một cái thể bệnh rất là lý thú, tức là cái lóc tách động mạch mạc treo tràng trên, và chúng ta nghĩ rằng là cái đấy là một cái gì đấy nó rất là hiếm gặp, rồi nó là vân vân. Thì về sau này chúng ta mới phát hiện ra là hóa ra không phải như vậy. Cái lóc tách của động mạch mạc treo tràng trên nó nằm trong cái bệnh cảnh lóc tách nói chung, và có rất nhiều trường hợp vết khởi phát đầu tiên của bệnh cảnh lóc tách động mạch chủ chính là lóc tách các động mạch tạng, sau đó bắt đầu nó ngược lên trên hoặc là ngược xuống dưới, và nó tạo thành cái bệnh cảnh hội chứng mà động mạch chủ cấp. Thế thành ra là đấy là những cái đặc thù mà nó mà chúng ta phải kiểu như là dần dần khi cái khả năng chẩn đoán tốt hơn chúng ta mới phát hiện được các câu chuyện đấy. Thế thì biết được cái vết rách nguyên ủy để làm gì? Để mà chúng ta tiên lượng là chúng ta sẽ áp cái miếng stent cover đến đâu. Thì phần lớn đối với cả cái type A thì chúng ta đối với cả type B chúng ta dùng stent graft, chúng ta che phủ thì nó phải có một cái khoảng cách an toàn, tức là trung bình nó phải trên 2 cm từ cái vết rách nguyên ủy, chúng ta phải phủ qua cái đất đấy, thì lúc đó mới được coi là đoạn mạch tương đối lành và nó mới không tiến triển tiếp. Thành ra đối với những trường hợp mà nó quá sát cái động mạch dưới đòn này ạ, thì cái khoảng cách ở đây nó ngắn không đủ, chúng ta sẽ phải bắt cầu để tạo thành được cái landing zone, tức là tạo ra được cái độ, được cái đất an toàn để nó đặt cái stent graft. Thành ra là ý nghĩa của cái vết rách nguyên ủy phần lớn là để cho chúng ta có một cái tiên lượng như vậy, hơn là nó giúp ích gì trong cái quá trình điều trị sau này. Một cái điểm tiếp theo là gì ạ? Là S, tức là chúng ta đánh giá về cái chuyện mà kích thước lớn nhất của động mạch chủ. Thì nó để làm hai việc. Việc thứ nhất là để chúng ta lựa chọn kích thước của cái stent để chúng ta làm, và thứ hai là để chúng ta tiên lượng.
Nếu như cái động mạch chủ lên, cái khoảng cách cái động mạch chủ lên ở đây mà nó trên 40 thì có nghĩa là cái nguy cơ rất là cao nó sẽ lóc tách ngược dòng. Khi chúng ta đặt cái stent grap vào cái khu vực ở đây tức là tít B chẳng hạn, thì nó vẫn có thể có một vài phần trăm nó đã lóc tách ngược lên trên, và cái độ lóc tách ngược lên trên nó phụ thuộc vào cái gập góc của động mạch chủ lên, động mạch chủ xuống cũng như là kích thước động mạch chủ lên. Nếu kích thước động mạch chủ lên mà trên 40 thì sẽ có vấn đề. Thế thành ra là đấy là lý do vì sao mà chúng ta sẽ phải đo đạc và tính toán cái câu chuyện đó. Một cái nữa là gì ạ? Là chúng ta có thể đánh giá cái kích thước để chúng ta so sánh các cái hình ảnh trước đó và chúng ta xem cái tốc độ lớn lên của cái động mạch chủ lên là thế nào. Đây là một cái bảng để cho chúng ta nhìn thấy là người ta dựa vào cái tiến triển theo năm của phình động mạch chủ để người ta quyết định xem là cái nhóm này có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không, và người ta tính cái đường kính của động mạch chủ lên chia cho cái diện tích ra và chúng ta ra được một cái thông số. Và nếu nó nằm trong cái ổ ở đây, chúng ta nhìn thấy LESA mà trên 4.2 chẳng hạn, thì đây là cái nhóm nguy cơ cao và nó sẽ tiến triển trở thành nứt vỡ. Vì vậy chúng ta cần phải can thiệp sớm. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải tính toán. Nếu mà chúng ta ước lượng trung bình ABSI của chúng ta cỡ khoảng từ 1.6 đến 1.7 đấy, thì chúng ta sẽ thấy ngay được kính động mạch chủ lên phải rất là lớn, 50 mấy thì nó bắt đầu mới vỡ, tức là nó rơi vào nhóm cao. Còn nếu không, nó sẽ rơi vào cái nhóm màu vàng là cái nhóm trung bình ở giữa, và đó là cái nhóm chúng ta cần phải theo sát. Và nếu như cái tốc độ tiến triển chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là nếu đường kính của cái khối phình động mạch chủ mà khi mà nó trên 45 thì nó bắt đầu tiến triển, nó bắt đầu tăng tốc. Và lúc đó chúng ta cần phải theo dõi sát hơn rất nhiều. Còn nếu mà dưới 45 thì chúng ta phải ung dung, chúng ta ví dụ như là 6 tháng, 1 năm vân vân. Còn nếu mà trên có nghĩa là chúng ta sẽ phải thay đổi cái thời gian để đánh giá. Thì đây là một vài cái thông số khác mà chúng ta cũng cần tính đến nếu chúng ta đo trên nền một cái bệnh nhân có lóc tách. Tức là chúng ta xem là cái lòng giả như thế nào, cái lòng thật ra làm sao, và các cái thông số ở đây. Ví dụ chúng ta nhìn thấy nếu như bệnh nhân mà dưới 60 tuổi, cho bệnh nhân trên 60 tuổi thì cái tiến triển nó sẽ nhanh hơn. Rồi những cái bệnh nhân mà có đường kính mà trên 40 nó sẽ tiến triển nhanh hơn. Bệnh nhân mà có huyết khối trong thành, trong một phần của lòng giả, nó sẽ tiến triển giãn nhanh hơn. Thì đấy là những cái cách mà để chúng ta đánh giá cái kích thước và để chúng ta biết được là chúng ta cần phải can thiệp vào cái thời điểm nào. Một cái chi tiết nữa là nó liên quan đến câu chuyện S, tức là nó lan đến các cái nhánh bên là như thế nào. Thế thì thông thường ở đây thì nó có hai cái chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Trong lúc mà các cái quá trình đọc, chúng ta thấy là nhánh này xuất phát từ lòng này, nhánh này xuất phát từ lòng kia, thì thực ra bản chất câu chuyện nó không hoàn toàn giống như chúng ta nghĩ, mà vì là các hình ảnh cúp cắt ngang nên là chúng ta có thể gây ra một cái ảo ảnh là cái nhánh này nó xuất phát từ lòng giả hay là lòng thật. Đấy, và nếu mà muốn biết rất là rõ, chúng ta phải dựng cái hình 3D để chúng ta nhìn thấy. Và có rất nhiều trường hợp khi mà chúng ta thấy giảm tưới máu ở trong một nhánh bên thì đôi khi nó chỉ là do cái huyết, là đấy là do cái lòng giả. Ví dụ đây là một trường hợp các bạn nhìn thấy, đây là cái vết lóc tách xuống và nó tạo thành cái áp lực cao trong này và nó sẽ ép cái lòng thật, và chúng ta có cảm giác bị mất cái lòng thật, đúng không ạ? Nhưng thực ra là bản chất được câu chuyện là gì ạ? Là vì cái lòng giả nó quá lớn, nó ép vào thôi. Và vì thế nếu chúng ta đặt stent graft ở phía trên ngăn ngừa chuyện này, giãn được cái lòng thật ra, ép được cái lòng giả vào, thì lập tức là nó sẽ khôi phục lại được cái dòng chảy các cái nhánh tạng. Thế thành ra là trong cái lóc tách động mạch chủ cấp ấy, thì cái câu chuyện mà mất một vài nhánh này nó làm cho tiên lượng nó nặng lên, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có thể làm được gì cho bệnh nhân. Kể cả thiếu máu chi, thiếu máu tạng, nếu mà chúng ta xử lý cấp nó sẽ giải quyết được. Nó trừ một cái tạng mà chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấy chính là động mạch mạc treo tràng trên. Nếu động mạch mạc treo tràng trên mà bị thiếu máu thì chúng ta cần phải chạy đua thời gian, mà chúng ta chỉ có khoảng 6 tiếng để giải quyết vấn đề. Nếu mà nó trên 6 tiếng thì gần như là ruột sẽ hoại tử và bệnh nhân sẽ không vượt qua được. Chúng tôi có một vài trường hợp bị như vậy, chúng ta cũng đã mở thông ra, tưới máu sau khi chúng ta làm xong một cái, đặt cái stent graft xong, cái dòng chảy trong cái động mạch mạc treo tràng trên nó thông, nó tốt luôn. Nhưng mà nó ruột vẫn hoại tử quá thời gian rồi, cùng bệnh nhân tử vong. Đấy, còn những cái khác thì mạch chi chẳng hạn, mà có thể chịu đựng tốt hơn 24 tiếng. Mạch thận thì thậm chí là 2-3 ngày, chức năng thận nó vẫn phục hồi hoàn toàn bình thường. Kể cả mà lúc đầu chúng ta nhìn thấy là không còn một tí tưới máu trong cái động mạch thận nào. Một bệnh nhân gần đây nhất là gì ạ? Là vào viện vô niệu, bạn nhớ không ạ? Và sau đó là gì? Là dòng chảy của hai bên mạch thận là không có. Bản chất của câu chuyện là vì cái lòng giả nó quá lớn. Và sau khi mình đặt stent graft xong thì ngay trên bàn khi mà dòng chảy nó khôi phục thì bệnh nhân 6 tiếng sau khi làm can thiệp đã bắt đầu đái được trở lại và nó hồi phục chức năng thận. Và bệnh nhân đấy là vô niệu mấy ngày rồi. Thì như vậy rõ ràng là cái lâm sàng đấy thì mình thấy là mỗi một cái tạng nó có cái sức chịu đựng khác nhau, và nếu mà cái mạc treo tràng trên mới thực sự là cái tạng nguy hiểm, còn nếu không thì không phải vấn đề gì lớn lắm và chúng ta nên xử lý cho bệnh nhân. Đây là một vài cái chữ C là xem xếp vào nhóm là có biến chứng hay không.
và đặc biệt quan trọng là có thiếu máu tạng hay không. Đấy, thì đấy là cái quan trọng nhất. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế bệnh sinh, nhưng mà chúng ta có thể thấy là nó vỡ ra rồi nó giảm tới máu ở các tạng như là mạc treo, như là ở thận, như là mạch chi dưới, nó sẽ gây ra liệt, gây ra mất mạch vân vân. Thì trên cơ sở đấy thì chúng ta cần báo cáo là đây là một cái trường hợp type B đã có biến chứng, thì lập tức là người ta hiểu ngay là đây là trường hợp mà chúng ta cần phải làm gì cho người bệnh. Thì cái đấy là nó sẽ giúp cho chúng ta điều trị cái tốt hơn. Rồi cái cuối cùng thì cái này ít hơn một chút, thì chúng ta có thể thấy là chúng ta xem là cái huyết khối trong lòng giả như thế nào. Thì nếu như mà cái lòng thật và lòng giả nó thông thương nhau, và rất nhiều trường hợp mạng tính là như vậy, nó chênh ép hai bên bằng nhau, thì nó không thể huyết khối được ở trong lòng giả, và bệnh nhân nó cứ như tiến triển như thế, trở thành dạng mạng tính và sau đó phình. Một dạng khác là gì ạ? Là nếu nó nứt vỡ ra xong mà nó bé thì nó huyết khối trong cái lòng này luôn, và nhiều khi chúng ta đến với chúng ta không còn nhìn thấy cái lóc tách nữa, chúng ta chỉ còn nhìn thấy gì? Huyết khối trong thành. Thì đấy đôi khi là một cái lóc tách truyền thống và sau đó huyết khối lại bên trong lòng giả. Còn mỗi trường hợp khác mà đại đa số là chúng ta nhìn thấy là huyết khối một phần. Một phần là bởi vì sao? Nó vẫn có lỗ, nó vẫn thông, nó vẫn chảy. Nhưng vì nó huyết khối một phần cho nên là nó làm cho nó tiếp tục nó tiến triển, nó gây ra các biến cố khác. Thế thành ra là câu chuyện là huyết khối một phần hay là toàn bộ là cái việc rất là quan trọng để mà chúng ta có thể làm một câu chuyện đó. Và đấy là một cái thông số để mà chúng ta đọc, để mà chúng ta biết được là chúng ta cần phải can thiệp hay không can thiệp. Nếu như mà nhìn thấy cái nhóm nào mà huyết khối một phần của lòng giả thì cái nhóm này là nhóm tiến triển nặng về lâu về dài, và lúc đấy là chúng ta cần phải tiến hành stent gap cho người bệnh. Thì cái diễn tiến tự nhiên của hội chứng động mạch chủ cấp là thế nào ạ? Thì với nó có hai dạng rất là điển hình, là một dạng là type A, một dạng là type B. Đối với cả type A thôi thì nó có thể là nứt vỡ rồi nó vỡ ra và chết ấy, rồi nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim, hở van động mạch chủ, hoặc là tai biến mạch não. Và tai biến mạch não là cái khá thường gặp trong cái type A chứ không phải là không, kể cả chúng ta làm can thiệp, bởi vì là một phần là liên quan đến tổn thương, thứ hai nữa là chúng ta bảo vệ não trong cái phẫu thuật không phải là điều dễ dàng. Đối với cả lóc tách type B thì có gây ra thiếu máu tạng, thiếu máu chi để suy thận vân vân. Thì đây là cái tiên lượng chung là gì? Là nếu vào đối với cả lóc tách của mạch chủ cấp là 1% trên 1 giờ, có nghĩa là chúng ta cần phải chạy đua với thời gian trong cái type A. Vì thế nên nếu đã làm type A rồi thì lúc đó sẽ có một cái chỉ định gần như là gì ạ? Gần như là một tuyệt đối. Thế nếu bây giờ bệnh nhân mà type A mà tràn dịch màng tim thì chúng ta làm gì? À các bạn. Vâng, chúng ta có dẫn lưu dịch màng tim để cho bệnh nhân sống thì chúng ta mới đi mổ không? Không nhá. Nếu mà có tràn dịch màng tim và lóc tách động mạch chủ thì bệnh nhân phải được đặt lên bàn mổ. Và nếu mà cần thì dẫn lưu trên bàn mổ. Đấy, bởi vì chúng ta phải kiểm soát được hai đầu thì mới được. Ngay cả khi một cái type B mà nó lóc tách mà nó chảy máu ra màng phổi, chúng ta có dẫn lưu màng phổi không? Cũng không nhá. Cũng không, bởi vì là chúng ta phải giải quyết được cái vết rách ra đã thì lúc đó nó mới ngăn ngừa cái việc giảm máu. Còn nếu chúng ta không làm gì cả mà chúng ta cứ dẫn lưu màng phổi ra thì bệnh nhân càng mất máu, bệnh nhân càng chết. Còn nếu mà không thì trừ trường hợp là nó gọi là quá suy hấp, chúng ta phải mở ra để giải quyết vấn đề giảm áp cho phổi nở ra một chút. Chứ còn chúng ta không được dẫn tháo ra nó sẽ làm cho tình trạng nặng nề hơn. Chúng ta phải giải quyết được nguyên nhân đã. Thành ra là bản chất của câu chuyện là chúng ta sẽ phải mổ hoặc là đặt stent graft cấp cứu, sau đó chúng ta mới giải quyết các biến chứng. Chứ đừng loay hoay về câu chuyện biến chứng chúng ta mới làm tiếp. Vậy thì đứng trước một bệnh cảnh hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi rất là đơn giản: ngực hay là bụng, hay nói cách khác là đây là type A hay type B, cấp hay là mãn, cái mốc ở đây là 3 tháng, có biến chứng hay không. Biến chứng có thể là tràn dịch màng tim, mà tràn dịch màng phổi, các cái thiếu máu tạng. Đau có phải là một biến chứng của động mạch chủ hay không? Đấy, câu hỏi này có thể là một câu hỏi QCM của các bạn ấy. Đau cũng là một biến chứng nhé, bởi vì là bản chất câu chuyện đau là nó phải có một đâu đó nó xì ra, rồi tăng huyết áp là một cái dấu hiệu mà thiếu máu tạng. Thì đấy là những cái có những bệnh nhân mà bảo là bệnh nhân này huyết áp không kiểm soát được thì chúng em phải kiểm điều trị quá thất ổn đã rồi mới làm tiếp. Thì xin thưa là đôi khi đây là dấu hiệu thiếu máu tạng, chúng ta đặt stent graft xong rồi thì bệnh nhân sẽ huyết áp lại xuống. Và có một, chúng tôi nhớ là một trường hợp đấy, sau khi mà chúng ta đặt stent, bệnh nhân trước khi vào làm lóc tách được một chủ cấp type B, huyết áp bệnh nhân toàn 200, và chúng ta phải truyền đi các EP đường tĩnh mạch mà truyền liều cao, huyết áp mới chỉ loanh quanh ở tầm 106-107. Chúng ta cho bệnh nhân là lên bàn làm và sau đó chúng ta không theo dõi thì hôm sau bệnh nhân đột quỵ. Đấy, chụp lên thì là thiếu máu lan tỏa. Vì sao ạ? Vì sau khi đặt stent graft xong thì huyết áp nó xuống mà chúng ta đã để bệnh nhân bị tụt áp. Nó ở xảy ra viện tĩnh mạch chứ chẳng phải ở đâu ra cả. Đấy là những bài học xương máu. Thành ra là khi mà chúng ta đặt cái stent graft xong thì chúng ta sẽ phải theo dõi một cái giờ là sát sao của chuyện huyết áp. Nếu bệnh nhân nào đặt stent quá dài thì cái nguy cơ lệ tủy tăng thì chúng ta lại phải tăng huyết áp lên.
để nó tăng tiến máu tủy chứ không phải là không. Còn những bệnh nhân nào mà huyết áp đã xuống rồi, chúng ta phải cắt thuốc đi, chứ nếu không nó sẽ gây ra cái tình trạng đột quỵ vì cái chuyện thiếu máu não. Đấy, thì đấy là chúng tôi mất một bệnh nhân vì những cái lý do gọi là hết sức lãng xẹt, mà trong cái thời gian đầu khi mình chưa hiểu lắm về bệnh cảnh sẽ làm như vậy. Từ thái độ xử trí như nào ạ? Đối với type 3 thì đương nhiên là phẫu thuật sẽ là cái quan trọng nhất. Gần đây thì người ta có tính toán những cái câu chuyện là chúng ta có làm được cái stent graft cho cái type 3 hay không. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn là được chứ không phải là không. Tuy nhiên là nó có một số vấn đề cần phải đặt ra. Ví dụ như là cái vết rách nằm ở đâu, nó cao hay là thấp so với mặt phẳng van thế nào, nó có cái điểm tì đủ để chống đỡ đối với cả cái ngăn cản cái vào lỗ của động mạch vành hay không. Rồi cái kích thước của miếng stent graft như thế nào, bởi vì là chúng ta thường là cái đoạn kích thước của những động mạch chủ lên mà lớn, chúng ta không có stent graft tương xứng để làm chuyện đó. Cho nên là đây cũng là một cái hướng. Hy vọng là tương lai nó có thể là có những cái khác. Cho đến thời điểm hiện tại thì type A vẫn là gì ạ? Vẫn là phẫu thuật. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm là gì ạ? Là đối với cả rất là nhiều trường hợp thì phẫu thuật viên chúng ta chụp lên, chúng ta thấy cái lúc mở ra thì không thấy vết rách ở đâu cả. Thế thì điều đấy chúng ta hiểu thế nào? À, đấy là những cái lóc tách type A đã có thể liền mạch lại, chuyển từ trạng thái lóc tách trở thành huyệt khối trong thành. Và vì thế chúng ta không phát hiện ra nữa. Đấy, có một vài trường hợp như thế đấy chứ không phải không đâu. Vì thế nên là câu chuyện đọc một cái phim như thế nào để tiên lượng ra làm sao, đường kính như nào để mổ, và ngay cả một cái trường hợp mà huyết khối trong thành kiểu type A thì chúng ta chờ đợi hay chúng ta phẫu thuật, đấy là cả một cái mảng rất là khó. Và thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy, chúng ta gặp những cái ca mà đôi khi chúng tôi phán đoán là cái này là type B nhưng mà nó có huyết khối lan trong thành, nó lan ngược lên, thì chúng ta giải quyết bằng cái stent graft trước và cũng không bệnh nhân ra viện được. Đấy, nhưng mà một số trường hợp khác thì là nếu mà chúng ta làm stent graft đấy thì huyết khối trong thành ở cái type A nó tiếp tục nó tiến triển và nó trở thành cái lóc tách, thì như vậy rõ ràng là sẽ làm tăng những cái biến chứng của bệnh nhân lên. Thì đấy là cái bệnh cảnh đối với cả câu chuyện type A chúng ta cần phải tính đến. Còn lại thì gì ạ? Đối với cả type B thì chúng ta sẽ đặt stent graft là cái biện pháp điều trị cơ bản. Trước đây người ta nói điều trị nội khoa, nhưng bản chất câu chuyện là điều trị nội khoa chỉ là chúng ta mua thêm một chút thời gian mà thôi. Còn về lâu về dài, với những cái bệnh cảnh như thế này thì cái động mạch chủ sẽ giãn ra, và khi nó giãn ra thì làm vừa khó mà lại vừa có nhiều biến chứng, ví dụ như là liệt tủy vân vân. Thành ra là trong những trường hợp mà xếp vào nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn huyết khối trong thành lớn hay đường kính nó lớn, vết rách nó rộng, thì chúng ta chủ động chúng ta làm luôn ở thi đầu để ngăn cản các biến cố sau này. Đấy, thì đây là một vài cái bảng mà tôi nghĩ là năm cuối năm nay thì nó sẽ ra đời một cái khuyến cáo, nó sẽ thay đổi cái khuyến cáo này. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì gần như là mọi việc nó vẫn đang như vậy và chúng ta cũng không có gì để bàn nhiều thêm. Đối với cả cái câu chuyện mà đặt stent graft thì các bạn đã biết đây rồi, thì nó có một số cái yếu tố mặt giải phẫu cần phải tính đến, ví dụ vị trí như thế nào, tình trạng làm sao, liên qua cái nhánh bên như thế nào, và chúng ta để tiên lượng. Và sau đó là chúng ta sẽ, phần lớn là chúng ta sẽ đặt cái stent graft từ đoạn mạch lành cho đến đoạn mạch lành. Đấy là cái câu chuyện như vậy. Tất nhiên là chúng ta phải đối mặt cái câu chuyện nếu nó đặt dài quá nó sẽ gây ra liệt tủy, và như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tiên lượng chung của người bệnh. Đây là một vài cái xử trí cấp cứu những mạch chủ cấp thì giảm đau. Tôi cũng không tin lắm vào câu chuyện này đâu, bởi vì thực ra nếu mà chúng ta đặt được stent graft nó mới hết đau, còn nếu không nó vẫn cứ đau tiếp ấy mà. Tương tự như vậy câu chuyện hạ huyết áp, bạn hạ được thì hạ, không hạ được thì sao ạ? Không hạ được thì cứ hết kệ nó, bởi vì là đấy là nó là dấu hiệu thiếu máu tạng, khi nó hết thiếu máu tạng thì nó sẽ hết, không tăng huyết áp. Chứ còn bây giờ mà bạn bảo nó xuống thì nó cũng khá là khó xuống đấy. Còn tất nhiên chúng ta phải cố gắng kiểm soát và cố gắng thôi. Đấy, rồi lúc đấy chúng ta sẽ phối hợp giữa giảm huyết áp và giảm co thất trái. Thành ra là những cái bệnh nhân mà chưa, những cái bệnh nhân bình thường chúng ta điều trị suy tim nọ kia ít khi có cái liều chạy beta giao cản maximum. Đối với những trường hợp này thì gần như là maximum, ví dụ beta, ví dụ như là metoprolol mà chúng ta dùng liều 200 ấy, bình thường chúng ta không bao giờ nhìn thấy, nhưng mà những cái ca mà động mạch chủ như này thì thường xuyên thấy, bởi đấy là cái liều là maximum tối ưu cái chuyện mà chạy beta giao cản, nó làm giảm bớt cái sức bóp đi thì chúng ta có thể được. Đấy, rồi chúng ta sử dụng các cái kiểm soát huyết áp được tĩnh mạch, chẳng hạn như là betalon hoặc là nicardipine hoặc là gọi là nitroprusside, nhưng mà chúng ta không có mấy thứ đấy, chúng ta chỉ có mỗi nicardipine là truyền thôi. Phần lớn ở Việt Nam chúng ta là đang phối hợp giữa nicardipine và chạy beta giao cản. Nếu tụt áp thì cần loại trừ ép tim vân vân, nhưng mà nói chung là tiên lượng nó cũng sẽ khác hẳn đấy. Nếu mà type A thì chúng ta phải sẵn sàng máu để mà truyền cấp cứu. Đối với cả câu chuyện điều trị nội khoa thì bản chất câu chuyện như chúng tôi vừa nói, tức là không thay đổi tiến triển của bệnh mà nó chỉ là mua thêm một chút thời gian. Có một số thứ thuốc ví dụ như là có thể giúp ích được cho lâu dài, ví dụ như là
ức chế men truyền kết hợp cả chẹn beta giao cảm, như là có một vài thứ thuốc mà người ta thấy là làm nghiên cứu thì người ta có thể thấy là hạn chế được cái tiến triển của cái giãn động mạch chủ sau này. Thì ví dụ như là lô sắc tăng ạ. Tuy nhiên phải nói thật với các bạn đồng nghiệp là lô sắc tăng thì câu chuyện hạ huyết áp rất là thấp, nó cái tác dụng áp rất là kém, cho nên là phần lớn là mình phải kết hợp với một cái dạng khác để chúng ta có thể kết hợp được cả hai vào câu chuyện đó. Đây là cái chiến lược về mặt điều trị liên quan đến câu chuyện là hoặc là chúng ta thay đoạn ở tip 3 hoặc là chúng ta đặt sen gap ở tip B. Còn điều trị nội khoa thì chúng ta phải loại trừ cái nhóm nguy cơ cao đã. Và đối với cả cái lóc tách của mạch chủ cấp tip 3 thì đương nhiên phẫu thuật sẽ là ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên tỷ lệ biến cố khá là cao, có thể lên đến tận 25%. Tức là gần như là 4 ca mổ thì 1 ca chết, cái kiểu như vậy chứ không phải là dễ. Đồng thời là có những biến chứng thần kinh khác, thành ra là đấy là một cái vấn đề. Còn đối với cả cái tip B thì thực ra là TIVA tức là đặt stent graft là cái ưu tiên lựa chọn cơ bản. Đây là cái chỉ định để mà điều trị, cái này có thể sẽ nằm trong cái câu hỏi thi các bạn. Ví dụ như biến chứng thì như thế nào, thì đây là khi nào thì chúng ta điều trị, đấy là dọa vỡ và động mạch chủ giãn nhanh vân vân thì chúng ta làm can thiệp. Đây là một vài thứ mà chúng ta có chỉ định để đặt cái stent graft, chẳng hạn như khi đã vỡ rồi, khi có chèn ép, khi đường kính động mạch chủ ngực trên 5.5 tức là 55 mm ấy, hoặc là đường kính động mạch chủ lên giãn trên 1 cm trên 1 năm. Và hai cái dấu hiệu mờ mờ khác là chính là dấu hiệu của cái thiếu máu tạng, bao gồm có đau ngực và huyết áp không kiểm soát được. Thế còn cái nhóm mà nhóm nguy cơ cao, tức là về sau này nó kiểu gì nó cũng sẽ tiến triển, đấy là những cái nhóm mà đường kính lòng giả trên 2 cm, rồi lòng thật bị chèn ép cái nặng nề hoặc là chi huyết khối một phần, thì đấy những dấu hiệu nguy cơ và chúng ta sẽ phải làm. Thì đây là cái hình ảnh để mà chúng ta nhìn thấy, và chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều trong cái đoạn phim mà chúng thấy rồi. Thì đây là cái để mà chúng ta thả cái miếng stent graft để che phủ cái vết lóc hoặc là vết rách hoặc là vết phình. Câu chuyện đặt ra sẽ là đặt từ đâu đến đâu, rồi che phủ cái nhánh nào, rồi ví dụ cái đoạn mạch ở đây, cái vết mà chúng tôi đang chỉ được gọi là landing zone, tức là cái phần đầu tiên nó gá vào thì nó phải là một cái mạch lành. Nếu như cái đoạn này nó sát cái động mạch dưới đòn quá thì chúng ta phải đặt sâu vào trong quai, tức là chúng ta phải bắc cầu để chúng ta có thể làm được câu chuyện đó. Đấy ạ, thì đấy là một vài cái thứ khác và nó cũng không có gì khác biệt giữa loét sơ vữa hay là loét thủng hay là tụ máu trong thành, bản chất vấn đề là giống hệt nhau. Và cái quan trọng là chúng ta đặt stent graft, sau đó chúng ta theo dõi tiến triển thế nào, và chúng ta có thể dựa vào các triệu chứng lâm sàng để chúng ta biết được xem những cái tiến triển của bệnh. Ví dụ đây là một trường hợp mà lúc đầu chỉ là huyết khối trong thành thôi, nhưng mà nếu bệnh nhân tiếp tục nó đau thêm thì nó sẽ trở thành cái vết loét, một cái lóc tách thực sự, và chúng ta sẽ phải đặt stent graft. Đấy. Ngược lại thì một cái khác thì khởi đầu là một cái lóc tách, những bệnh nhân thì hết đau, cuối cùng chụp lại thì lại thấy tiến triển thành huyết khối trong thành, chúng ta có thể dừng lại điều trị nội khoa nếu như bệnh nhân không đủ về mặt kinh phí. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải theo dõi, và tại sao cái dấu hiệu đau ở trong cái lóc tách động mạch chủ lại vô cùng quan trọng. Bên cạnh câu chuyện đấy, chúng ta cần trao đổi thêm là những cái để mà tối ưu cái câu chuyện mà đặt stent graft thì chúng ta cần phải có một cái tiếp cận mà phối hợp cả hai. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta cần phải tính toán các cái nhánh bên, các nhánh bên bị ảnh hưởng, hoặc là cái vùng các nhánh bên ở đây mà nó bị có vấn đề, thì chúng ta sẽ phải làm các cái phẫu thuật chuyển vị hoặc là bắc cầu, để chẳng hạn đây là một trường hợp bắc cầu cảnh cộng với dưới đòn, để làm gì ạ? Để thay vì chúng ta đặt ở dưới đòn, chúng ta đặt sâu vào trong lòng quai động mạch chủ, với vốn các cái động mạch nó có lành hơn, và như vậy chúng ta che phủ tốt hơn và mặt lâu dài nó sẽ tốt hơn. Hoặc là nếu trong cái trường hợp và biến chứng thì chúng ta sẽ phải giải quyết bằng câu chuyện làm các thủ thuật như vậy. Thì đây là một vài những cái trường hợp mà chúng ta làm thật trên thực tế. Hoặc là đây là một cái trường hợp chimney, tức là gì ạ? Là chúng ta đặt những cái ống khác để đi và tưới máu cho cái mạch chính. Tuy nhiên câu chuyện chimney này thì đối với cả cái động mạch chủ lên hoặc thì chúng ta cần hết sức dè dặt trong cái câu chuyện làm những cái đó, bởi vì là cái nguy cơ lóc tách ngược lên cũng như là huyết khối cũng như là tai biến. Chúng tôi nhớ là có một trường hợp hết sức là đáng tiếc, chúng ta làm cái chimney xong nhưng mà cái ống ở đây lại là một ống không chịu lực, là nhanh chóng bệnh nhân bị xẹp cái ống đấy xuống và sau đó bệnh nhân tử vong vì tai biến mạch não. Đấy, thế thành ra là nó lựa chọn các đồ đạc như nào nó cũng sẽ là cả vấn đề khác, nó chuyên sâu để mà chúng ta tính toán làm sao tối ưu được cái câu chuyện này. Một vài cái trường hợp khác, chẳng hạn như trường hợp này là chúng ta đặt chimney trước đây chúng ta e ngại, nhưng bây giờ nó cũng trở thành một kỹ thuật tương đối thường quy. Chúng ta hoàn toàn thể làm trong trường hợp cấp cứu, và chúng ta nhìn thấy đây là một cái stent graft chính, và sau đó đây là ba cái ống khác đi vào ba cái nhánh để mà chúng ta cứu vãn lại tình hình. Đấy, thì đây là khi mà chúng ta chụp multi slice CT, chúng ta nhìn thấy cái hình như này và nó không có cái điểm rò rỉ ở bên ngoài, nghĩa là nó cũng là một kỹ thuật chúng ta có thể làm được câu chuyện đó. Đấy là một vài cái thứ mà chúng ta cần phải tính đến. Thế thì khi mà chúng ta đặt stent graft như này thì chúng ta sẽ
đối phó một cái nguy cơ, và đây là một trường hợp đã xảy ra. Sau khi chúng ta đặt stent gáp xong thì 4 ngày sau bệnh nhân đau ngược lại và chúng ta thấy là gì ạ? Là nó lóc tách ngược lên tip A. Rồi chúng ta sẽ giải quyết phẫu thuật để giải quyết triệt để câu chuyện đó. Thì trong cái này nếu chúng ta xem xét lại, chúng ta sẽ thấy đường kính động mạch chủ lên ở đây là cái khoảng cách cứ khoảng 40, và đấy là một dấu hiệu. Và cộng với cả cái góc cập ở đây, nó khi mà chúng ta đặt một cái thiết bị cứng vào, nó có thể làm biến dạng cái dòng này và nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ gây ra lóc tách tip A. Đấy là những thứ mà chúng ta cần phải tính đến. Hoặc là nếu mà chúng ta đặt cái stent nó quá dài như này thì cái nguy cơ bệnh nhân liệt tủy. Và cái liệt tủy xảy ra và cái này thường nó xảy ra trong 24 tiếng đầu. Cho nên là cái theo dõi lâm sàng rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta nhìn thấy một cái dấu hiệu, chẳng hạn như bệnh nhân đái khó, bệnh nhân bí tiểu đây, hoặc là bí đại tiện, hoặc là yếu chi, thì trong 24 tiếng đầu tiên chúng ta giảm áp bằng cách chọc dịch não tủy, nâng huyết áp, dùng corticoid thì bệnh nhân sẽ phục hồi hết. Ngược lại nếu chúng ta để quá 24 tiếng thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi nhớ có một ca kiểu như này, chúng ta đi xuống tỉnh để làm cấp cứu, kết quả rất là tốt, mọi người cười hì hả với nhau, sau đó rồi đi về, thế là quên béng mất không tắt thuốc hạ huyết áp, là hôm sau bệnh nhân mới liệt tủy. Thì mọi người cũng chủ quan, không để ý câu chuyện đấy, lúc đầu đã là bí tiểu rồi thì lại cứ hò hét nhau đi đặt sông đái, mà quên mất rằng có một chuyện là liệt tủy. Đến lúc mà yếu chân bắt đầu phát hiện ra thì chúng ta chọc dịch não tủy này khác thứ là không ăn thua. Cuối cùng bệnh nhân đấy, một bệnh nhân lóc tách trẻ, đã đặt stent graft thành công nhưng mà liệt tủy, xong cuối cùng là chết vì biến chứng vì loét rồi các thứ khác. Thì ra là rõ ràng là đấy là cái câu chuyện mà chúng ta biết về nó thì chúng ta hãy làm trong 24 tiếng đầu. 24 tiếng đầu sau khi đặt stent graft là cực kỳ quan trọng để mà chúng ta có thể phát hiện ra các cái biến chứng mà chúng ta xử lý. Thì phần lớn bệnh nhân lại hồi phục. Ở đây cũng gặp chứ không ít chứ không phải là không. Thành ra là đấy là cái mà chúng ta sẽ tính toán lại. Rồi có những trường hợp khác thì nếu chúng ta không che phủ hết thì đây là một cái trường hợp để giải thích tại sao, chẳng hạn đây là một cái lóc tách. Nếu mà chúng ta ngày xưa, quan điểm ngày xưa chúng ta chỉ đặt càng ngắn càng tốt, chỉ che phủ cái vết lóc, vết rách ra thôi, thì nhưng thực tế là nó rất hay có nhiều vết rách rồi nó đi từ các cái lòng ở dưới lên, và nếu mà chúng ta không bịt những cái nhánh bên này vào thì lâu ngày nó lại tiếp tục nó tiến triển, và vì thế nên là chúng ta cần phải giải quyết tương đối đồng bộ, và lúc đó chúng ta phải tính toán cái chuyện khác, chẳng hạn như là chúng ta nút cái lọc giả để mà ngăn cản tiến triển như này. Đây là một vài trường hợp khác mà chúng ta đặt thêm các stent thường đi qua các động mạch tạng để chúng ta làm cải tiến lại được cái dòng chảy, hoặc là chúng ta đặt thêm một cái coil vào trong cái lòng giả để bít làm cho cái lòng giả nó thoái triển, thì lúc đấy nó mới ngăn ngừa được tiến triển từ xa. Và vì thế cho nên đối với cả các trường hợp lóc tách này chúng ta cần phải theo dõi khá là sát, trung bình là sau 5 năm có thể nó sẽ xảy ra biến cố. Nó giống như kiểu cái mốc 5 năm một cái tái hẹp trong stent mạch vành ấy. Thì đối với cả câu chuyện stent graft của máy chủ nó là gì ạ? Nó là endolic, nó là các cái phình giãn khác là tiếp tục tiến triển và chúng ta cần phải theo dõi. Đấy, thế thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải tính toán. Và đây là cái bảng cuối cùng là liên quan đến chuyện theo dõi thế nào. Thì bao gồm có theo dõi về cái tiến triển của cái đó và tiến triển các cái mạch khác. Đại đa số các cái bệnh nhân của chúng ta khi có bệnh lý động mạch chủ sẽ kèm theo mạch vành, sẽ kèm theo tổn thương mạch chi, thì nhà chúng ta quét nhà ra rác, lúc đấy sàng lọc ra xong thì lại hết. Rất nhiều bệnh nhân đặt stent graft xong rồi một tháng hai tháng sau quay về để làm gì ạ? Làm mạch vành. Nghe nó làm cái chung như vậy, nên là chúng ta có một cái bảng theo dõi. Và chúng tôi nghĩ rằng là với những bệnh nhân có stent graft thì nên theo dõi lại, follow up ít nhất là một năm một lần, sau đó để mà ngăn ngừa các biến chứng xa của nó. Và cái cuối cùng là gì ạ? Là chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái stent graft bằng chủ cấp cứu giống như chúng ta đang làm thường quy đây, giống như là chúng ta làm trên cái bệnh nhân mạch vành để mà có thể làm được chuyện đó. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi cần phải chia sẻ với các bạn trong cái bài rất là ngắn thôi, cũng không có gì nhiều lắm vì một vấn đề các bạn cũng biết tương đối rõ. Thì tóm lại là gì ạ? Là trong thời điểm hiện tại thì động mạch chủ không hề hiếm gặp, chúng ta luôn luôn cần phải nghi ngờ đến nó. Multi-slicity là phương pháp chẩn đoán cơ bản. Thành ra là tại sao chẳng hạn khi tôi giao bản C7 tôi mới hay nói là tại sao bệnh nhân này vào viện lại không được chụp multi-slicity ngay, tại sao lại phải chờ đến sáng? Thế thì cũng giống như mạch vành ấy, tại sao nếu đã có chỉ định rồi tại sao ta không đi chụp sớm, chúng ta tái thông mạch vành về đêm mà chúng ta còn phải chờ đến sáng làm gì? Thì chúng ta cần phải thay đổi câu chuyện đi, bởi vì là tỷ lệ tử vong nó cũng nhiều, không kém đâu, đặc biệt là trên những bệnh nhân mà đau ngực nhiều. Chúng tôi nhớ gần đấy nhất cách đây độ 2 tuần gì đó, một ca vừa lên bàn phát là vỡ trên bàn và huyết áp tụt xuống còn có 6 mấy thôi, mà nếu mà chúng ta không đặt stent graft thì bệnh nhân sẽ chết. Vậy thì cái chúng ta phải coi cái đó như một cái cấp cứu của chúng ta làm giống như mạch vành. Thái độ xử trí thì giảm đau, kiểm soát huyết áp và nhịp tim.
Thực ra cũng phải nói nhỏ chỗ này, không dám nói to, nhưng mà nói nhỏ là gì ạ? Bạn giảm đau cứ giảm đau, hạ huyết áp cứ hạ áp, còn can thiệp thì cứ can thiệp, nếu không chúng ta sẽ không làm được chuyện đó. Với tiếp 3, 100% sẽ là phẫu thuật. Tiếp B thì đương nhiên là chúng ta gì ạ? Chúng ta đặt stent graft trước để mà giải quyết câu chuyện. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần nói với nhau liên quan đến cái bệnh lý này.